À, cái con này, con chim này anh chim gì anh Cường? Đây là chiếc chè đất. À, chiếc chè đất hả? Con này nó ăn cái gì vậy? Con này ăn tất với sâu. Thức chi sâu, chiếc chè đất. Dế. Nó nếu mà nói về quý hiếm thì nó quý không? Nó quý, À, nó là nó kim quý. ngàn quý. Với lại nó cũng như nết, nó cũng như trà vôi ạ. Nó cũng họ trà vôi, thằng này cũng họ trà vôi. Thằng này chiếc chè lửa. Con này con gì anh? Bất cứ quên vào Con này mà con chào chào màu hả? màu. Chào màu này thì nó dễ nuôi, nó dễ rất dễ nuôi, nó không có gì, nó nuôi như trâu trảo. Cái con màu đỏ nè, màu đỏ này, con này kêu gì? Con này Quế Lâm. Quế Lâm, con này Quế Lâm. Ê, mới quay tôi với Ly cả. Đây là con chim Quế Lâm nha các bạn. Quế Lâm á, cái con này nó ăn thức ăn hả? À, tức là cũng thức ăn luôn. Con này thì khỏi cho sâu, có sâu thì tốt, cũng có cũng không sao. Lên được á, nhiều chim đẹp lắm. Đây chút chè lửa. Cái này là chè voi. Đây là con chim chì voi nè các bạn chè ơi. voi, nuôi cho ăn sâu với thức. Con này thì chút chè lửa. Cũng chút chè sâu lửa. Với thức. Con này cũng trà voi, con này chích trà đất, còn con này là mi, quay chủ yếu quay mấy mi này, à, nó có giá trị. Đây là chim của mi nha các bạn, của mi á, con này là hót rất hay á. Quả mi này giờ đang hót mà đang lên, nhưng mà tại vì người lạ, nó hót rất hay. Vậy thả ra luôn à, nó cũng thấy hay như mọi để nó làm gì đó. Để vô làm chứ. Nó tại mình đông á, nhà êm cái mình vô cái nó giật mình thôi chứ nó đúng là bình thường thì nó hót. Con này con chị vô vậy cho chích chè đất, chích chè đất, chích chè đất. Nhỏ con nhất mà không phải hót đậu phụ nó kêu nghe hay đã. Chào màu, chào màu các bạn. Quay quay khốn. Ảnh anh Cường là ảnh vừa làm khoai nhưng mà ảnh có cái là ảnh đam mê chim cảnh nên ảnh sưu tầm là đi bẫy bắt các thứ hết á. Cái con này là con gì anh? Chích chè lửa. Chích chè lửa nè, chích chè lửa nha các bạn. Mình quay từ con đi cho khán giả người ta xem. Quay từ từ đó, cu xanh đó. Đây là con cu xanh. Cu xanh rất là to đó. Quay nhất mấy con cú. Con này là con sắt khú à? Con khú. Chim khú mà nếu mà cái con này bây giờ khoảng bao nhiêu tiền vậy anh Cường? 1,2 triệu. À, 1,2 triệu con. Nếu mà mua chim hổ là 1,2 triệu. Nè cái này là anh mua mới mua vậy? Mới mua. Chị dâu là anh 10. Với anh chị dôi. Con này là con chị dôi. Chị dôi nè. Đây phen. Mấy phen này rất dễ nuôi mà nó hót phen đã. Nó coi cái tướng nó nhỏ ha. Đây là cái chè lửa. Đấy là đây vàng nghệ. Đây đầu đỏ. Mì. Cái chè lửa đầu đỏ. Toàn bộ chim này là chim cảnh không nha các bạn. Chim cảnh là chim là rất là hot, rất là hay á. Nuôi bằng dân mà mình nuôi thứ thức. Ghiền nuôi. Có nói chung là tất cả những người đam mê người ta mới nuôi chim này được, tại vì chăm sóc nó rất là cực.
cực khổ là thay nước rồi tùm lum cho nó ăn các thứ hết. Ừ. Rồi vệ sinh chuồng nữa. Đây là con chim quạ mi nè các bạn. Quạ mi nữa. Vừa lao động ngoài đồng như là lo công việc đồng áng như là khoai mỡ rồi, nhưng mà anh Cường vẫn có cái đam mê chim cảnh nên đã sưu tầm mua rồi, hoặc là đi rập bắt về để mà nuôi, rồi cũng có chia sẻ cho những người mà có lòng đam mê như anh Cường để mà nuôi. Đây là con chích chè. Chích chè than. Chích chè than. Bữa nào tôi ở ngoài đó là biết gài gì không? Gài mấy con cho chảo. Làm đi ghế ơi. Làm đi ly ơi. Đây là con khú nha các bạn. Khú, chim khú. Chim các bạn xem qua sơ qua cái những con chim của anh Cường nha. Thôi video đến đây là kết thúc nha. Hẹn các bạn ở clip sau nha.